Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay Trung Bonsai và một số anh em cũng có mặt tại Hội An để chia sẻ với tất cả anh em một số những tác phẩm đẹp. Cũng khá lâu rồi anh em tôi mới quay lại. Trong cái mùa dịch Covid này thì cũng cố gắng chia sẻ với tất cả anh em đam mê nhé. Đây, có những tác phẩm cũng được đi triển lãm rồi. Đẹp quá. Anh em ở đây chơi thì mỗi người một gian, người ta cũng cố gắng đưa những tác phẩm của mình về đây. Anh em nào về đến thành phố Thanh Hóa thì nhớ ghé Hội An. Đây là một cái điểm tập kết của một số anh em yêu cây trong thành phố. Đấy. Có rất nhiều những tác phẩm mà anh em tôi cũng đã tác nghiệp rồi. Nhưng này do là nó nắng quá, nói thật là cũng chỉ quay qua thôi. Điểm tin để anh em biết cái không khí cây vẫn nó còn được anh em lưu trữ rất nhiều những cốt quý ở trong vườn. Anh em nào đã xem kênh Trung Bonsai thì biết là cái tác phẩm này trước đó cũng đưa ra triển lãm ngoài Ninh Bình, cũng được rất nhiều anh em đánh giá rất là cao. Đây này, trồng cây đề. Cây này tiền tỷ rồi. Trạch cũng nào nhé. Đấy. Đẹp cơ. Hơi ngược sáng tí. Chí Sơn hôm nay là không bỏ ở nhà chăm lan mà cũng đi theo anh em tôi để chiêm ngưỡng. Đấy. Ê Sơn, kết con nào ở trong vườn anh Sơn ơi? Cái đề đẹp quá. Những cái cột rất là lùn cây, nhỏ thôi nhá, hàng rất đẹp. Đây anh em nào đến thì cái alo trực tiếp cho những chủ cây. Ở đây là có bảo vệ cả. Nên là mang cây đây thì yên tâm hẳn. Cột năm điền. Cái đề này thì nó được đẹp cả bốn mặt luôn. Đấy. Quay kỹ cho anh em chiêm ngưỡng nhá. Đây, để có một cái cốt đề bộ chân như này chắc chắn là không nhiều đâu. Đẹp quá. Đây, có số điện thoại cả nên nhà vườn cây cảnh anh vào. Đó. Thì người ta cũng phân lô từng lô một. Đó, để anh em biết được. Mà về mà có thể alo này. Điệt quá. Cây chưa rõ nét. Đang tính xem cái đề này đủ tiền thì anh em mình xích cái đề này về thôi. Được anh. Có nhiều tiền đấy nhưng mà chưa có ông bạn. Một số ông anh cũng rất là bục kết ở Ninh Bình nhưng mà không biết là giá cả nó bao nhiêu. Trước mang đi Ninh Bình đúng không anh? Đúng rồi. Khi nào mà chú đủ năng lượng thì chú hãng bắt. Yếu lắm. Cột. Đấy, cột điện không. Hàng đẹp cất. Đây. Nói chung là cây tốt vậy thì anh em chỉ xem. Phể quá. Cây rất là lùn. Chia sẻ với anh em cây trực khá là ok. Có tiền thì thực ra là có tất cả. Nguyệt quế đẹp. Đến Hội An thì anh em chắc chắn là sẽ được sưu tầm cũng như là đã mắt toàn phôi khủng cũng như cốt quý. Anh Thủy ơi, anh còn đi đâu nữa không? Có đến vườn tí nữa, đến vườn kia không? Có một cái vườn nó đang là ông anh này. Ngày đi Thanh Hóa thì chúng tôi cũng cố gắng tham quan một số nhà vườn. Chân bẻ tuyệt vời. Nhũn lắm rồi. Hàng nhũn vậy thì được lắm rồi. Chờ mỗi anh em đi xích thôi. Bác nào có duyên
Đấy, thì đến Hội An này, chúng tôi hôm nay thì thực ra là khó, nó có chủ nhân ở đây. À, số điện thoại thì anh cũng không để ở đây, nên chúng tôi cũng chỉ lướt qua thôi. À, chi tiết thì mong các bác anh em là đến tận nơi biết được cái không gian của Hội An này. Nói chung là khá nhiều, mấy chục gian hàng để anh em để đây. Đây coi như là một cái chợ ở cây rồi. Xì. Bây giờ mà đi mua cây mà gặp những cái hàng này bây giờ đấy, nó không nhiều đâu. Quá lùn cây, cực quá. Già chưa? Lụn hết rồi. Cũng chỉ có Hội An mới lưu trữ được như này thôi. Thực ra là đi đâu cũng thế. Có những cái nơi mà anh em cần đến thì anh em sẽ đến tìm nhé. Thì hôm nay Trung Bonsai cũng chỉ điểm tin ở đây để cho anh em biết được cái một trong những cái địa chỉ cây rất là nhiều. Đặc biệt những cốt Nam Điền. Quá xung những cây. Đang bỏ cái đồ quay ở trên xe này nó cầm nó không được. Kinh thế. Ở đây thì thường 5 giờ chiều có người tưới, anh em để được cây đây rất là yên tâm, có bảo vệ đàng hoàng. Một cái cốt cũng khá là đẹp, Nam Điền xịn nhá. Già rồi, nắm tiền này. Để chắc cây long. Các loại kỳ đang dầm này. Mùa hè cũng rất là dễ. Đấy. Dễ lên, đang ở truyền này. Với cái thời tiết vừa rồi nó 40 độ. Ngày nào nó cũng đốt như thế. Có khi là ở trong nhà nó còn bị khô lõ người này. Đấy, bên này với này bên cần chú ý. Này khá tiền. Ha, chào anh nhé. Cây đẹp này là chỉnh sửa ngay đúng không? Sửa hết ngay, đang làm một loạt thôi. Xả quá nhỉ? Ừ. Cái này của mình hay của anh? Của anh Huy hết anh. À. Dọc đây mà phân từng ô một đúng không? Vâng, từ đầu đó anh đây là của anh Huy. À là. Anh có số điện thoại không nhỉ? Có anh. Anh nhớ không? Có anh. Thường thường nó cứ thế để ở đây mà anh đọc hộ. 0912 35 1213. Chú vườn là Lê Xuân Huy. Lê Xuân Huy. Đấy nha. Thì anh em cũng nắm bắt rồi. Thực ra là quay cũng không kỹ được, nhưng mà đây là những cái phôi rất là đẹp mà những người nghệ nhân đang tạo tác ở đây. Thì anh em nào có dịp về đến Hội An nhớ ghé qua cái gian một cái ô như này, cũng tương đối tác phẩm đẹp đấy. Mình vừa quay qua để biết anh em biết là quá nhiều những cây đẹp. Như cây này thì cũng không giá trị của nó chắc là Trung Bonsai cũng đã quay nhiều rồi.
chắc không rẻ chút nào đâu đúng không? Mà rất là những cái tác phẩm nó già nó đẹp này, cốt chậu như này. Mình có ướm được cái này giờ nhiều tiền không? Dạ không ạ. Chắc là chỉ chủ vườn đúng không? Chủ vườn rồi, ok. Mà rất vinh hạnh cho Trung Mô Sai hôm nay cũng là được tham khảo giá đây. Nhưng mà thực ra là chủ vườn đi vắng. Đẹp. Chào anh nhé. Đang mà hỏi giá anh ạ. Tớ không biết là cái nào giá nào. Là toàn hàng VIP như này. Anh sở hữu toàn hàng VIP không? Anh Huy ơi, cái cây này nhiều tiền không anh Huy? Sếp ơi. Cái này nhiều tiền không vậy? Ngắm hàng đẹp quá mà bây giờ chủ vườn cũng... Cái này nhiều tiền không anh? Đấy, cây đâu phải có tiền là có tất cả nhá. Nói chung là cây đã được hình thành. Cây để chơi rồi. Hôm nay Trung Bonsai đi cũng rất là đông anh em lên đây nhưng mà chưa tham khảo được giá cái nào. Nên các bác anh em nào có số điện thoại nhá. Có một con duy nhất là nhiều con. Đâu con xin để non đâu. Anh để nhà. Vâng. Anh em đi xin dừa, xin để loan, xin bông. Đấy, đang là muốn giao dịch một cây. Khá là nhiều tiền. Mỗi người một khu. Ông thích cây này, ông thích cây kia. Nói chung bonsai cũng xin được dừng video ở gian hàng của anh Huy đây. Đấy. Ra là còn khá là nhiều những tác phẩm đẹp. Nói chung anh em tôi cũng cố gắng truyền tải hết nhé. Nhưng mà chờ video sau anh em vào xem mà nhớ đừng quên ấn nút đăng ký như nút chuông để tiếp tục theo dõi. Ấn luôn ấn luôn nút chuông. Nói chung là cũng vẫn đang còn phải chăm sóc nữa. Đẹp thì chờ nổ thôi. Ông Hồng ơi chụp cái ảnh nhé. Ông Hồng. Đấy, một tay lan, một tay đao phủ. Hai tay là ok, chụp hai tay này. Ok nhá, cảm ơn hai sếp. Cái đơn nhung của Nga Sơn chúng tôi đây. Cái đơn nhung của Hạt Lê này. Đúng không? Cái đơn nhung này trước đó của Tân Phạm giao dịch cho Hạt Lê lên cho chị nhìn trên này. Khá đẹp.